Lịch sử được viết lên bởi những con người hành động. Một lịch sử phi thường là kết quả của những hành động phi thường. Để hiểu được cách Việt Nam chiến thắng được tham vọng bá quyền của cường quốc số 1 thế giới, bảo vệ độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, để hiểu hành trình đưa đất nước thoát khỏi thảm họa địa chính trị tồi tệ nhất thế kỷ 20, bước vào buổi bình minh của thời kỳ đổi mới, chúng ta không thể không hiểu về nhà lãnh đạo đặc biệt này. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là một tấm gương thấm nhuần về thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ai có thể chiến thắng được thời gian, nhưng cũng chính thời gian sẽ đưa chúng ta đến những góc nhìn rõ ràng hơn, sáng rõ hơn về mỗi con người. 100 năm, một tầm nhìn, một trái tim, một khí phách, một di sản, một võ văn kiệt, sáu dân. Sài Gòn, ngày 30 tháng 1 năm 1968, theo âm lịch chính là ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. Không khí chiến sự kéo dài nhiều năm ở những vùng ruộng đồng và rừng núi xa xôi dường như không mấy ảnh hưởng tới phố thị trung tâm miền Nam này, đặc biệt là trong thời gian lễ hội lớn nhất năm. Suốt tối ngày 30 tháng 1, Sài Gòn là một thành phố ồn ào và huyên náo đến mức không thể tin nổi. Đầy rẫy những kẻ ăn chơi, tiệc tùng liên miên, không có sự cấm cản nào cả. Trưởng tướng Albin Felix Erich, tư lệnh Bộ Chỉ huy Lục quân Mỹ khu vực Sài Gòn đã mô tả trong hồi ký. Nhưng chỉ tới nửa đêm, tình hình đã hoàn toàn đảo lộn. Ban đầu, Đại tướng William Westmoreland, tư lệnh toàn bộ lực lượng chiến tranh của Chú Sam tại miền Nam Việt Nam, còn tưởng những tiếng nổ là tiếng pháo Tết, bởi đây là năm đầu tiên lệnh cấm đốt pháo được dỡ bỏ. Nhưng ngay sau đó, hàng loạt yếu điểm tới tấp phát ra tín hiệu 300, tín hiệu cảnh báo khẩn cấp khi bị tấn công bằng vũ khí cá nhân và chất nổ. Tướng lính Mỹ mới hiểu ra rằng họ đang phải đối mặt với một chiến dịch quân sự. Chiến tranh đã tràn tới Sài Gòn. Năm 2018, phải đợi 50 năm sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, cộng đồng tình báo xứ sở Cờ Hoa mới công bố một khối lượng lớn các tài liệu về sự kiện này. Theo sắc lệnh hiện hành từ Nhà Trắng, phần lớn các tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia, dù là ở dạng tối mật, tức từng có khả năng gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho an ninh quốc gia, cũng sẽ được tự động giải mật sau 25 năm. Việc chính quyền Mỹ đã phải đợi gấp đôi thời hạn thông thường để giải mật một phần các tài liệu về Mậu Thân 1968 đã gợi ý về ảnh hưởng khó hình dung mà sự kiện này từng tạo ra. Trong bản tin tình báo sớm nhất của ngày 31 tháng 1 năm 1968 ở Tổng hành dinh CIA, trong bị dông lục đầu tiên của ngày và những tài liệu tình báo quan trọng nhất ngay sau khi các cuộc tấn công ban đêm nổ ra giữa hàng ngàn mục tiêu khắp miền Nam Việt Nam nói chung và ở thủ đô nói riêng, tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn được quan tâm đặc biệt. Đôi lúc là mục tiêu được đề cập đích danh duy nhất trong những báo cáo. Những nhân vật cao cấp ở Washington ngay lập tức ý thức được rằng Đại sứ quán Mỹ bị đối phương làm tổn hại sẽ đóng vai trò đặc biệt tạo ra tác động tâm lý tối đa với cả người miền Nam, với dư luận Hoa Kỳ và thế giới, và cũng có thể là với phe của họ, tức lực lượng Cộng sản. Các đồng chí nhớ là năm 66 mình hoạt động rất mạnh, như năm 67 mình hoạt động ít, giảm hẳn đi. Thế thì lúc đó Quân Sơn báo với Quốc hội Mỹ là bây giờ Việt Cộng không có đủ sức đánh đến nữa. Chính chúng ta đánh vào năm 68,
đánh thẳng vào đại sứ quán Mỹ và đánh thẳng vào các trung tâm của tỉnh, của các thành phố, chứng tỏ để cho thế giới biết rằng Việt Nam còn đủ sức, còn đủ năng để còn chiến đấu lâu dài với Mỹ và bắt buộc Mỹ phải thực hiện theo ý định của mình. Với đa số người dân Mỹ, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một cách rõ ràng sự khốc liệt mà con em mình phải đối mặt ở đất nước xa xôi này. Máu, cái chết, khói súng và không khí điên rồ của chiến tranh. Các cuộc đấu súng không còn diễn ra trong những khu rừng rậm mơ hồ nữa, mà xảy đến ngay tại biểu tượng mạnh mẽ nhất cho sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thật trực tiếp và dễ hiểu. The enemy very deceitfully has taken advantage of the Tet Truce in order to dùng lực lượng tiến công đại sứ quán vốn chỉ có quy mô gần 2 tiểu đội, chiếm 0,02% tổng lực lượng của cuộc tổng tiến công Mậu Thân, được trang bị tinh thần và vũ khí tương tự như đồng chí của họ ở khắp các chiến trường. Nhưng như Peter Bastrup, phóng viên chiến trường của hai tờ báo lớn là The New York Times và The Washington Post mô tả, cuộc tấn công vào tòa đại sứ quán Mỹ đã làm lu mờ mọi tin tức của các trận đánh khác trong Mậu Thân trên TV và báo chí. Tôi ẩn vô nói chuyện với vợ, coi như bạn bè nói, thì cái thằng sĩ quan đó, đó đại tá, nó nói Việt Cộng quân cu này hay quá, quân rất là giỏi, mỗi nơi có mười mấy mà nó chiến đấu tới viên đạn cuối cùng. Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tẩu, bí danh Tư Càng, trong thời gian diễn ra tổng tiến công Mậu Thân 1968, ông là cụm trưởng cụm tình báo H63, cấp trên trực tiếp của điệp viên hoàn hảo Hai Trung, một nhân vật mà thế giới thường biết đến với cái tên Phạm Xuân Ẩn. Ngay sau khi các vụ tấn công đã diễn ra ở Sài Gòn, Tư Càng cùng Phạm Xuân Ẩn nhận được mệnh lệnh phải tìm cách có được những tin tức chiến lược về thái độ và phản ứng của kẻ thù. Nó nói quấn cái cú Mậu Thân này đó giống như thằng Mỹ bị một cái đòn rất đau, mà cái đòn này nó sẽ thấm lần lần tới khi Mỹ nó ngã quỵ. Tuy nhiên, người Mỹ không biết rằng đòn điểm huyệt đau đớn nhất họ phải nhận trong dịp Tết 1968 lại là đòn tấn công được đối phương vạch ra muộn nhất, sát vài ngày trước giờ hành động, bởi ý kiến dường như đột xuất của một người. Năm Mậu Thân, tôi là chỉ huy phó của lực lượng biệt động Sài. Ông Trần Minh Sơn, bí danh Bảy Sơn, nguyên phó tư lệnh quân khu Sài Gòn, gia đình kiêm tham mưu trưởng biệt động Sài Gòn, chỉ huy cao cấp nhất của biệt động Sài Gòn, nay vẫn còn sống. Ông Võ Văn Kiệt là đi sát lực lượng biệt động Sài Gòn. Anh Võ Văn Kiệt đi giao nhiệm vụ, cậu phải đánh cho được cái đại sứ quán Mỹ. Nếu đánh tòa đại sứ Mỹ, mọi công tác chuẩn bị từ lực lượng chỉ huy vũ khí đến phương án tác chiến đều phải điều chỉnh. Trong khi chỉ còn 5 ngày nữa là tới giờ rê của tổng tiến công. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng nên bỏ qua mục tiêu này để phân hóa lực lượng Mỹ ngụy. Ban tham mưu do dự, nhưng ông Võ Văn Kiệt với tư cách là người đứng đầu đảng ủy Sài Gòn Gia Định trong nhiều năm, là tư lệnh Bộ Tư lệnh Tiền Phương 2, phụ trách Nam Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, đã xác lập một tối hậu thư. Anh Việt mới nói thế này, tại sao các anh không đánh đại sứ quán Mỹ? Không đánh đại sứ quán Mỹ cũng đồng nghĩa như vậy là biệt động không tham gia Mậu Thân. Quyết định chấp nhoáng của vị tư lệnh chiến trường không những không bị Bộ Chỉ huy tối cao tại Hà Nội đánh giá là bất khả thi, mà trái lại được nhanh chóng nhất trí chấp thuận. Bởi họ hiểu rất rõ rằng trận đánh đại sứ quán là chi tiết phát sinh đặc biệt, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Võ Văn Kiệt, cách mạng Sài Gòn, Gia Định trên thực tế đã có sự chuẩn bị cho một trận đánh kiểu như vậy. Vì thế, về lực, về tư tưởng, ý chí và cả về máu xương, không chỉ trong một vài ngày hay một vài tháng, mà là tận 8 năm về trước.
Võ Văn Kiệt, như đa số các nhà cách mạng Việt Nam, đều sử dụng nhiều bí danh trong quá trình hoạt động: Sáu Lục Lạc, Chính Hòa, Chính Dũng, Sáu Dân, vân vân. Ngay danh xưng Võ Văn Kiệt cũng là do người thanh niên xuất thân nghèo khó, tên khai sinh Phan Văn Hòa này tự đặt cho mình. Quyết tâm phấn đấu của anh là trở thành người Võ Văn Kiệt xuất. Tuổi 18, trong xã hội Âu Mỹ, những thanh niên bắt đầu rời vòng tay cha mẹ, vượt qua giới hạn gia đình để khám phá cuộc sống tự lập. Nhưng tại nơi còn đang oằn mình dưới hai chế độ cai trị của thực dân nước ngoài man dợ và phong kiến hủ bại như Việt Nam, những năm 1920 thì 18 tuổi đã đủ khiến con người trở nên già dặn, gan lì bởi đói nghèo và khổ đau. Nước mất, nhà tan, nhân dân khao khát mãnh liệt có một tia cơ hội thay đổi vận mệnh cuộc đời. Chính môi trường này đã khiến một số ít sớm bộc lộ được thiên phú nổi trội trong vai trò lãnh đạo và tổ chức quần chúng. Ở tuổi 18, Võ Văn Kiệt đã có 2 năm hoạt động cách mạng, 1 năm là đảng viên cộng sản. Hòa trong làn sóng Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, anh chỉ huy gần 100 nghĩa quân tạo ra cuộc giấy binh ở đồn Bắc Nước Xoáy. Lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Vũng Liêm. Năm 1950, Võ Văn Kiệt cùng những cán bộ tiêu biểu của Nam Bộ lên đường đi dự đại hội đảng lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong điều kiện thực dân Pháp vẫn áp đặt được quyền kiểm soát áp đảo trên tất cả các tuyến giao thông huyết mạch, chuyến hành trình không hề dễ dàng. Mất nhiều tháng trốn thoát khỏi những cơn sốt rét kinh hoàng trong rừng rậm Campuchia, Thái Lan, họ vượt qua bão biển tới Quảng Châu, Trung Quốc, cuối cùng phải trèo bộ qua hàng chục ngọn núi cao để đến được chiến khu Việt Bắc. Nỗi vất vả được xua tan khi Võ Văn Kiệt lần đầu tiên được trực tiếp gặp gỡ lãnh tụ Hồ Chí Minh, linh hồn của cuộc kháng chiến, biểu tượng cho ý chí độc lập, đoàn kết và thống nhất đất nước. Tại hội nghị Fontainebleau, Pháp năm 1946, trước âm mưu của thế lực xâm lược muốn chia cắt Việt Nam, Hồ Chí Minh đã dõng dạc tuyên bố với thế giới rằng Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Trong những khu rừng dừa nước ở Nam Bộ xa xôi, tuyên ngôn lịch sử của Hồ Chí Minh đã được ghim vào trái tim và khối óc của họ trong suốt cuộc đời. Đại hội 2 quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới Đảng Lao động Việt Nam. Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa nhấn mạnh: chính vì Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nên nó phải là đảng của dân tộc Việt Nam. Võ Văn Kiệt giác ngộ rằng đây không phải là một khẩu hiệu, mà chính là đạo lý lớn, thực tiễn lớn trên con đường cách mạng. Ông tự tổng kết: không chỉ có sĩ nông công thương binh, mà cả vua quan triều Nguyễn cũng ngã theo cách mạng. Nhờ đó, kẻ xâm lược mất đi chỗ dựa ban đầu, kẻ thù trong nước bị tê liệt, còn những người có tâm huyết với nước, với dân thì được thu phục và tận tụy đến cùng với cách mạng và kháng chiến. Tôi gặp Sáu Dân đầu tiên cũng là ở Đại hội 2 của Đảng tháng 2 năm 1951. Đúng là lần mà Sáu Dân được gặp và nhiều lần được nghe, được ở gần Hồ Chí Minh. Đối với Hồ Chí Minh thì Sáu Dân coi như là một thần tượng vô cùng ngưỡng mộ về tất cả mọi mặt. Về tư tưởng, về đường lối, về chính trị, về văn hóa, về phong cách sống. Và nó nhập vào Sáu Dân ấy, là đại đoàn kết dân tộc, từng con người một được phát huy ra và toàn khối dân tộc này được phát huy để đánh thắng giặc và để xây dựng thành công đất nước mình. Sau đại hội, Võ Văn Kiệt tiếp tục được tham gia khóa đào tạo chính trị Hoa Nam 6 tháng tại trường Nguyễn Ái Quốc. Các giảng viên đều là những nhà cách mạng gạo cội như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thành.
ông cũng được tham gia vào công tác quản lý thực tế tại một số địa phương. Đây là thời điểm hết sức đặc biệt trong lịch sử Đảng, khi Việt Nam mới đang trong quá trình gia nhập vào khối xã hội chủ nghĩa toàn cầu. Toàn bộ quãng thời gian trên đất Bắc vỏn vẹn khoảng một năm, nhưng đặc biệt quan trọng trong việc định hình nên tư tưởng và phong cách của Võ Văn Kiệt, sáu dân sau này. Công tác ở Dũng Bắc đó, đi xuống các địa phương cũng như về hội nghị, thì cái đoàn Nam Bộ là coi như được chăm sóc nhiều nhất. Khi đi về đó thì Trung ương giao chúng tôi 10 kg vàng gửi về cho Nam Bộ. Chia với nhau, mỗi người mang một cái ruột tượng cột ở lưng, là coi như là vật bất ly thân. Mà lúc bây giờ 10 kg vàng nó mình coi nó dữ lắm. Tức là ngoài cái tấm lòng Trung ương chăm sóc đối với miền Nam, thì cái đó coi như là một cái chi diện mà miền Nam đang khó khăn. Tháng 5 năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ trở thành đỉnh cao của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Trên thực tế, những nhà lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam đã không đặt nhiều tin tưởng vào cuộc tổng tuyển cử hòa bình sẽ được diễn ra vào năm 1956 theo Hiệp định Geneva. Họ chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu mới, rất mới. Những đảng viên bám trụ lại Nam Bộ, đứng đầu là các cán bộ xứ ủy như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, không có thời gian ngơi nghỉ mà phải gánh vác một trọng trách mới hết sức nặng nề và nguy hiểm. Một loạt cán bộ nằm ở lại. Thì thằng Pháp vừa đi nó bán mình cho là thằng Mỹ rồi. Chính ở đây chúng tôi là khẳng định là không bao giờ hiệp định ra neo mà nó thì cho nên chúng tôi huấn luyện quân sự này kia nọ, học tập để chuẩn bị sẵn sàng. Một là đưa cái lực lượng này lại hoạt động hợp pháp, bí mật hết. Hai là chôn vũ khí lại. Chôn vũ khí lại. Mà những cái hầm lớn thì bắt đi tập kết hết, những cái hầm vừa vừa để lại. Sau này tụi tôi mới móc súng nó lên, nó quách hết. Hồ sơ Lầu Năm Góc, The Pentagon Papers, gồm hàng nghìn trang hồ sơ gốc của những yếu nhân và cơ quan đầu não tại Washington. Chúng chứa đựng những góc khuất về quá trình Mỹ can thiệp vào Việt Nam từ năm 1940 đến năm 1968. Khối tài liệu này bị lộ ra trước công chúng đã thay đổi góc nhìn của thế giới với bản chất của việc Mỹ dần thế chân Pháp sau năm 1954. Bản chất của chính quyền Ngô Đình Diệm cũng như toàn bộ cuộc chiến chống lại ý nguyện thống nhất và độc lập của nhân dân Việt Nam. Hồ sơ Lầu Năm Góc, những cam kết và chương trình của Tổng thống Kennedy năm 1961, cam kết đặc biệt của Mỹ với Việt Nam. Cuối cùng, chúng ta phải lưu ý rằng Nam Việt Nam không giống như các quốc gia khác tại Đông Nam Á, về cơ bản được dựng nên bởi bàn tay của Hoa Kỳ. Nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ thì gần như chắc chắn Diệm không thể củng cố được quyền lực ở miền Nam trong giai đoạn 1955-1956. Nếu không có sự đe dọa can thiệp của Hoa Kỳ, Nam Việt Nam không thể từ chối cuộc tổng tuyển cử năm 1956 theo Hiệp định Geneva mà không bị quân đội Việt Minh tràn ngập ngay lập tức. Nếu không có viện trợ của Hoa Kỳ, trong những năm tiếp theo, chế độ Diệm và một miền Nam độc lập gần như chắc chắn sẽ không thể sống sót. Nó loại ra tất cả những người đi tập kết, những người cộng sản tham gia cách mạng. Nó phát hiện được, nó giết hết. Nó giết hết. Nó chém, nó giết, nó bắt hết. Có một đồng chí tới bây giờ mà tôi còn rất là đau lòng. Ông này tên ông Đời, bí thư chi bộ, đảng viên. Ở trong hầm bí mật, nó lộ, nó bao vây, nó bắn. Nó chạy ra, nó bắn lại rồi.
cái bắt xong, nó để lên xe, xe điếp á, nó chở đi vòng vòng, nó tố cáo nó là diệt cộng làm dục. Ông khai, ông lại gần tái chợ, giật cái tháo cái băng này ra, ông móc ruột, ông dục tuôn ra, ông chết tại vậy đó. Cho nên cái thời kỳ đó là cái thời kỳ sôi động, dữ dội. Đấy, quần chúng chịu hết nổi, đảng viên ở đây cũng chịu hết nổi. Đòi hỏi tại miền Nam đã thúc giục Đảng Lao động Việt Nam phải tạo ra một bước ngoặt. Tuy nhiên, tình hình khối xã hội chủ nghĩa đang diễn biến hết sức phức tạp. Khi hai nước lớn Liên Xô và Trung Quốc xảy ra mâu thuẫn, đồng thời hai nước này cũng tỏ thái độ ủng hộ hạn chế với phương án cách mạng vũ trang tại miền Nam Việt Nam. Chính vì vậy, Nghị quyết 15 lịch sử của Đảng Lao động Việt Nam ra đời với nhiệm vụ cơ bản được xác lập là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Như vậy là chúng ta là bị một những cái sức ép rất lớn, từ mọi cái tính toán, mọi quyết định đều phải không thể không căn cứ. Nhưng với thì độc lập tự chủ thì Đảng ta cái chủ trương là vẫn tiến hành, phải tiến hành cách mạng. Khát vọng, cái nguyện vọng thống nhất đất nước Nam Bắc một nhà là khát vọng không phải chỉ người dân Minh Linh, người dân Quảng Trị, không phải chỉ người dân miền Nam mà cả người dân miền Bắc. Có những câu thơ mà đi vào lòng người, thế hệ chúng tôi thì cho nó thuộc cho đến lúc chết. Lòng ta không dây tuyến, lòng ta chung một cổ, lòng ta chung một thủ đô, lòng ta chung một cơ đồ. Tuy nhiên, trong phương hướng phát triển trước mắt thì dừng lại ở chỉ đạo, dựa vào lực lượng chính trị của quân chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân. Tình hình đúng như anh Ba Lê Duẩn trước khi rời miền Nam đã đúc kết. Trong này đúng là xa trung ương lắm. Mặc dù có điện đài liên lạc thường xuyên, nhưng làm sao nói hết được. Có nhiều việc, nhiều vấn đề xảy ra cấp bách, phải căn cứ vào đường lối chung của trung ương mà giải quyết cho kịp thời, không thể chờ chỉ thị của trung ương. Đòi hỏi về khả năng thao lược của cán bộ địa phương càng trở nên cấp thiết với một người Võ Văn Kiệt, sáo dân. Bởi vì trong khuôn khổ hội nghị, ông được phân công phụ trách khu quỹ Sài Gòn Chợ Lớn. Người đi ta nhắn mấy lời, người về người nhớ xa vời còn ta. Nhắn về thưa chú, cha, ta về thắng lợi hoặc ma căm thù. Là thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, quân sự của chế độ Mỹ Diệm. Vì vậy các chiến dịch tố cộng, diệt cộng đã được thực hiện thẳng tay, dồn dập và triệt để nhất tại Sài Gòn. Khi ông Sáu Dân về tiếp quản, khu ủy chỉ còn 2 cán bộ. Nhưng tới đầu năm 1960, hai người này lần lượt bị bắt và phản bội. Khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn còn duy nhất bí thư khu ủy Võ Văn Kiệt. Một địa bàn chiến lược với 2 triệu dân, từng là một trong 3 nơi đầu tiên trên toàn Đông Á được đích thân Vladimir Ilyich Lenin chỉ định để gây dựng cơ sở Đảng Cộng sản. Khó ai tưởng tượng được, tới cuối năm 1959, đầu năm 1960, Sài Gòn lại đã bị biến thành vùng trắng cách mạng. Có xoay chuyển được tình hình tại đô thành Sài Gòn hay không? Võ Văn Kiệt là người trực tiếp phải trả lời câu hỏi này, và câu trả lời mà ông đưa ra sẽ có ảnh hưởng lớn tới cục diện của toàn bộ cuộc chiến tranh. Ngay sau khi đảm đương nhiệm vụ mới, bí thư khu ủy Võ Văn Kiệt đã tạo ra dấu ấn mang tầm chiến lược khi đề nghị và được xứ ủy Nam Bộ chấp nhận sáp nhập khu Sài Gòn Chợ Lớn với tỉnh Gia Định thành khu Sài Gòn Gia Định, hay sau này còn gọi là khu T4. Tại sao muốn làm vậy? Bởi vì là phải có một cái hậu phương, tức là nông thôn. Mà khi mà thành lập cái Sài Gòn Gia Định thì nó liên kết với cái Tây Ninh và cái Bình Dương, thì mở một cái vùng rộng, thì đó là có thể nói là một cái tầm nhìn của ông là nhìn xa, nhìn rộng. Từ đây xuất hiện một địa bàn chiến lược, một thế trận mới có sự gắn kết và hỗ trợ chặt chẽ
giữa phong trào đấu tranh nội thị với phong trào ven đô, giữa Sài Gòn với vùng nông thôn Đông Nam Bộ. Trong các chiến dịch lịch sử năm 1968 và 1975, vùng ven cũng là nơi triển khai các mũi lực lượng trước khi tấn công vào Sài Gòn. Thế liên hoàn đặc biệt hiệu quả này khiến địa giới khu T4 kể từ khi thành lập được giữ nguyên trong suốt cuộc chiến tranh và cả sau ngày hòa bình lập lại. Nhưng ở chiều ngược lại, những người như ông Sáu Dân, bất chấp nguy cơ bị bố giáp, săn lùng, đã làm mọi cách để trở về với nhân dân, xâm nhập, hòa mình vào chính những nơi mà kẻ thù tự tin có thể kiểm soát hoàn toàn, như các ấp chiến lược, các quận nội thành. Bằng sự liên hệ máu thịt giữa những người đồng bào và kinh nghiệm hàng chục năm lăn lộn trên khắp các chiến trường miền Nam, ông Sáu Dân chắc chắn rằng lòng yêu nước, căn tính độc lập đã giúp dân tộc Việt Nam trường tồn và phát triển suốt hàng nghìn năm lịch sử sẽ không thể bị mất đi trong nhân dân. Bên cạnh nguồn cán bộ tăng cường từ xứ ủy, tại nơi nguy hiểm nhất, Võ Văn Kiệt đã tiên phong gây dựng một hệ thống hoàn toàn mới cho khu ủy. Đồng bà ở đây họ thương mến lắm. Cô Kiệt làm ba chìa khóa cũ đó. Cửa này nè, đi vô nè, rồi cửa sau nữa, cửa bên hông, cửa sau. Ba cửa, giao chìa khóa cũng muốn về giờ nào về. Căn nhà số 99/9 nơi Trang Long, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chính là một trong nhiều cơ sở của ông Sáu Dân ngày trước. Hai vợ chồng bà Đoàn Thị Bon và ông Phạm Văn Hoa, bí danh Sáu Hoa, cũng đã từng nuôi giấu những nhà cách mạng cự phách khác như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh. Tại đây, Võ Văn Kiệt đã thực sự hóa thân thành một thành viên trong gia đình bà Bon để hoạt động nội thành. Anh cũng quan tâm tới gia đình này, thương lắm. Cũng mến nhân, cũng kêu không có gì, cũng như ở nhà, anh em ở nhà vậy thôi. Rồi có khi chở mấy đứa nhỏ, cũng muốn đi làm việc ở đâu đó là chú Sáu đưa đi hết. Lẹ lắm. Nhưng mà xe thì xe tải chứ không phải xe du lịch, xe mà đi làm ăn mà. Thì đánh tụi nó lạc hướng hết, nó không có chú ý gì hết. Với đấu tranh vũ trang, bên cạnh sự phát triển của các đơn vị vũ trang thông thường, Võ Văn Kiệt nung nấu quyết tâm cho ra đời một lực lượng đặc biệt trong đô thị. Ông nhớ lại, làm cách nào để có được những đội vũ trang, khi có thời cơ, giáng một quả đấm quyết định vào đầu não kẻ thù, giải quyết cuộc chiến tranh. Tôi nhận thấy phương thức đồng khởi, kết hợp chính trị, vũ trang, giành chính quyền, làm chủ nông thôn có mặt không phù hợp với vùng đô thị. Vũ trang ở đô thị không phải chỉ là chuyện đánh đấm. Muốn đánh một trận có hiệu quả ở đô thị phải chuẩn bị nhiều năm với nhiều lực lượng phối hợp. Đặc biệt, phải dựa vào thế hợp pháp của người dân vùng địch, dựa vào các khu xóm lao động để lập kho vũ khí, phát huy khả năng dân vận của chiến sĩ biệt động. Đánh một đòn hiểm ở đô thị thì ảnh hưởng chính trị gấp nhiều lần một trận đánh ở nông thôn. Nếu soi chiếu những dữ liệu trên của vị bí thư khu ủy vào đầu năm 1960 với thực tế xảy ra trong tổng tiến công Mậu Thân 8 năm sau đó tại Sài Gòn, có thể thấy một sự chuyển hóa thành hiện thực chính xác đến mức đáng kinh ngạc. Trong sự chuẩn bị cầu kỳ cho một cú đòn hiểm hóc, không thể thiếu vai trò của lực lượng được ví như là tai và mắt. Cái ban địch tình xứ quỷ lúc đó là ông Mai Chí Thọ, ông Cao Đăng Chiến, rồi ông Võ Văn Kiệt. Mà chúng tôi đưa cái ông Phạm Xuân Ẩn từ bên Mỹ về đã gặp qua nói chuyện đó, thì tập thể ba ông đều nhận xét rằng ông Ẩn này có cái trình độ về tình báo quân sự và rất ít cho chúng ta trong cái việc mà để chiến đấu với ông Mỹ. Thành ra đó chuyển thẳng cho tình báo quân sự. Cái ban đầu đó năm 60-61 đó, thì cái đó là cái rất là tuyệt, rất là hay. Phụ trách địa phương chiến lược là nơi đặt đầu não của đối phương, Võ Văn Kiệt hiểu rằng những tin tức tình báo tại Sài Gòn có ý nghĩa rất hệ trọng.
Ông Võ Văn Kiệt thì là cấp cao rồi, nhưng mà ông luôn luôn đi sát. Thì ông chỉ thị cho tôi á, bởi vì tôi thường xuyên trực tiếp chỉ thị, tôi là có tin tức về tình báo cứ đi báo cáo cho ông. Thành ra tôi cứ đạp xe đạp từ Bến Đình, tôi vô trong bầu tròn bầu chứa của Nhuận Đức, tôi thường báo cáo tin tức cho ông và nhận được những cái chỉ thị chỉ đạo của ông về công tác tình báo. Thành ra cũng là một cái người am hiểu mọi mặt ở trong thành phố, tôi coi cũng như người anh như người thầy trong công tác tình báo, chỉ đạo cho tôi rồi tôi chỉ đạo cho ông Ẩn. Theo chiến lược của Đảng Lao động Việt Nam, cuộc kháng chiến tại miền Nam nhanh chóng phát triển. Sau phong trào Đồng Khởi và sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1960, những diễn tiến tại miền Nam, đặc biệt tại Sài Gòn, đã khiến Hoa Kỳ vô cùng lo ngại. Tối mật, hồ sơ Lầu Năm Góc, tình hình cuối năm 1961. Cuối năm 1961, người ta thấy rõ ngôi sao vàng của Việt Cộng đang ngày càng rực rỡ ở cả Sài Gòn và Washington. Việt Cộng tiếp tục nắm thế chủ động ở vùng nông thôn, kiểm soát bộ phận lớn dân chúng và siết chặt vòng vây quanh Sài Gòn. Câu hỏi được đặt ra lúc này không phải là liệu chính phủ Diệm có thể đánh bại quân nổi dậy nữa hay không, mà phải là liệu họ có thể tự cứu mình được hay không. Chuyến đi của Đại tướng Taylor tới Sài Gòn đã kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ những can dự của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Kế hoạch Stanley Taylor bình định miền Nam trong vòng 18 tháng đã đổ vỡ từng mảng, kéo theo sự biến mất triệt để của gia đình họ Ngô năm 1963. Washington phải toan tính một công thức mới để can dự sâu hơn. Còn với Võ Văn Kiệt, những điều làm được tại Sài Gòn, gia đình đã khiến tên tuổi của ông vang xa. Năm 1963, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Đức Anh vào Nam công tác. Hà Nội muốn ông bàn thảo với Sứ ủy Nam Bộ, mà lúc này đã đổi tên thành Trung ương Cục Miền Nam, về xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang đô thị. Tướng Trần Văn Trà, Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, đã ngay lập tức nói rằng vấn đề đô thị phải mời anh Sáu Kiệt. Cùng năm, Võ Văn Kiệt được đích thân Chu Ân Lai, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mời sang Bắc Kinh như một đại biểu của miền Nam Việt Nam tham gia thảo luận về tình hình khối xã hội chủ nghĩa. Đây là tư cách mà không phải ủy viên Trung ương Đảng nào cũng có được. Tài liệu phòng nhì, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa về Mặt trận Liên khu quỹ Việt Cộng Sài Gòn gia định. Tổ chức và lãnh thổ, Bí thư Công tức Chính Dũng, Thành Trung, nguồn tin khác là Nguyễn Văn Kiệt, Trần Văn Kiệt, vân vân. 21 trang báo cáo không rõ ngày tháng, nhưng dựa trên các chi tiết trong báo cáo thì hồ sơ này được cơ quan tình báo quân đội Sài Gòn lập ra trong khoảng thời gian cuối năm 1964-1965. Tài liệu thể hiện rất quy mô và tổ chức lớn mạnh của khu quỹ T4. Một Sài Gòn đã từng là vùng trắng cách mạng năm 1959, đến nay đã lột xác hoàn toàn, sẵn sàng đương đầu với sự leo thang của Mỹ với chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ. Trong các vùng căn cứ kháng chiến xung quanh Đô Thành do khu ủy Sài Gòn, Chợ Lớn phụ trách, căn cứ Củ Chi nổi lên như một điển hình, một tấm gương sáng của toàn quốc với danh hiệu Đất Thép Thành Đồng. Năm 1966, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư khu ủy Võ Văn Kiệt, dựa vào hệ thống địa đạo và căn cứ liên hoàn, du kích và bộ đội nơi đây đã đánh bại cuộc hành quân Krim, cái bẫy do hai sư đoàn bộ binh Hoa Kỳ có pháo binh và không quân yểm trợ. Chiến thắng của quê hương địa đạo đúng như phương châm mà Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Trung ương Cục, Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam đã đưa ra một năm trước đó. Cứ tìm Mỹ mà đánh sẽ tìm ra cách đánh. 10 bài học về đánh Mỹ từ Củ Chi đã được nhanh chóng lan truyền rộng khắp trên toàn chiến trường miền Nam. Hồi đó là ở Củ Chi này thì phải sống ngủ dưới hầm thôi, trên đâu nó mặt đất.
cũng chỉ là nó đánh tan nát rồi mà. Thì hầm ông đó, hầm mình kế bên đây cách nhau 5-7 thước. Cái củ chi đất thép thành đồng ở trên mà đặt cho cái tên đó thì ổng này ổng lên, anh kia bàn. Bàn tới bàn luôn, ổng nói thôi đừng bàn nữa. Người ta đang đánh giặc ở dưới, cái anh không chịu rồi thôi, đừng có bàn tới bàn luôn nữa. Ông Sáu Dân là lúc đó là ông chỉ đạo có nói là mình thấy ông nó dữ dàng kỳ lạ lắm, theo tôi phi thường. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn là đỉnh cao và cũng là mô hình thu nhỏ của thế trận cách mạng mà khu quỹ Sài Gòn Gia Định đã xác lập trong suốt nhiều năm. Lực lượng biệt động luôn sẵn sàng xuất phát từ các căn cứ vùng ven với sự hậu thuẫn của mạng lưới cơ sở, nhân dân nội thành, thậm chí là từ cả những nhân viên phục vụ cho chế độ Sài Gòn và Mỹ đã giáng những đòn không tưởng vào hàng loạt các yếu địa, đặc biệt là trận đánh vào Đại sứ quán Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc tại Phương Đông, theo chỉ đạo trực tiếp từ Võ Văn Kiệt. Là ông Kiệt ra chỉ thị phải gấp rút thành lập đội. Sau khi mà chiếu cái phim Nổi Gió cho anh em coi rồi đó, để nâng tinh thần lên đó, thì nói bây giờ có một cái trận ngay trong Sài Gòn, có đi nhưng mà có thể là không về. Anh em nào xung phong, tất cả đưa tay lên. Tất cả đưa tay lên, trong số hai mấy đã chọn được 15. 15 thì sau cùng có hai đồng chí á. Hai đồng chí nói nếu không cho tôi đi kỳ này thì tôi xin chết tại đây nè. Nói tại sao, nói gia đình tôi bị Mỹ sát hại hết rồi. Mà đây là có dịp tôi vô thành, tôi bắn một thằng Mỹ ra tù, dù tôi có nằm lại trên Sài Gòn tôi cũng tội nguyện nữa. Nên thành chức mà mấy đứa trẻ đây nó xuống Mỹ chết hết, 17 người xuống chết hết, còn sống mình qua đây ăn thôi. Chung đi thì hào hứng lắm, bữa ăn thiệt mặn bùng mặn con sâu mặn con bò ăn thiệt, ăn thiệt đi hào hứng lắm. Anh chảy nước mắt. Anh Kiệt thì anh nói anh những trận đánh đó cái thối động của nó lớn lắm, có thể nó làm lai chuyển một cục diện chiến tranh, nên sự hy sinh của anh em là hết sức cao cả. Đường vinh quang của mình chỉ có thể xây đắp bằng máu chứ không có xin xỏ gì đâu. Đúng như mục tiêu, chuyển cách mạng sang một thời kỳ mới, giành thắng lợi quyết định mà Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra, cũng như tin tình báo chiến lược mà cụm tình báo H-63 đã thu được. Mỹ sẽ ngấm đòn tới ngã quỵ. Sự hiếu chiến của cỗ máy chiến tranh xứ Cờ Hoa đã nhường chỗ cho nhiệm vụ mới nhằm giảm bớt thương vong trên chiến trường của Mỹ. Quân đội Nam Việt Nam chuyển từ vai trò từ bình định sang chiến đấu chủ lực, đánh dấu sự khởi đầu của những gì sẽ trở thành chiến lược Việt Nam hóa xấu xí. Tháng 5, 3 tháng sau Tết Mậu Thân, người Mỹ đã phải gặp những người cộng sản Việt Nam tại Paris để tìm con đường giúp quân Mỹ khỏi Việt Nam trong danh dự. Ở chiều ngược lại, tuy giành được thắng lợi chiến lược về chính trị, nhưng lực lượng cách mạng bị thiệt hại nặng sau cú đòn toàn lực. Họ mất đi nhiều cán bộ và chiến sĩ giỏi. Trong bối cảnh đó, Võ Văn Kiệt nhận một nhiệm vụ mới, bí thư khu ủy, chính ủy quân khu 9. Tại đây, ông gặp đại tá Lê Đức Anh, người đồng thời được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu. Hai ông lần lượt lấy bí danh mới là Chính Hòa và Tám Thuận, và quả thực họ đã trở thành một cặp bài trùng Thuận Hòa. Sau khi Mậu Thân thì quân khu 9 có vấn đề. Sau khi năm Mậu Thân ý, mình đã thiệt hại lớn như vậy. Ví dụ tiểu đoàn tôi ý, thực ra lúc ấy tôi làm tiểu đoàn trưởng ý, vào là 1.100, mà sau đánh cùng một năm rồi ra chỉ còn có hơn 200 thôi. Hy sinh, bị thương. Thế rồi là cũng một số anh em bỏ chạy, còn rất ít, đánh không được, chỉ chờ đây. Thế nhưng mà đấy chuyện một khác, lại lúc này Bác Hồ lại mất rồi, lại càng sao xuyến.
Hồ Chủ tịch, kính yêu của chúng ta không còn nữa. Tổn thất này vô cùng lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Kính biệt người, chúng ta thề dương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa lòng mong ước của người. Xin thề. Cái này, cái tác động của cái phía bên đối phương ấy rất lớn. Tối nó có cái Dakota, nó gọi Dakota như là cái hai cánh quạt đấy, nó đi thấp mà loa nó to lắm. Nó cứ hỏi căn binh Việt Cộng, Hồ Chí Minh đã mất rồi, các bạn như rắn bắt đầu, các bạn sẽ ra đầu hàng với Việt Nam Cộng Hòa, sẽ được ra đón tiếp đàng hoàng và tử tế, được sum họp với gia đình. Trong tình hình rất khó khăn, nhưng hai vị chỉ huy mới của quân khu 9 đều từ chối lùi sâu vào trong rừng để đảm bảo an toàn. Họ muốn bám trụ với đơn vị gần đồn địch nhất. Làm cho phong trào cứ từ khó khăn để bước lên, để phát triển lên rất tốt. Và ông cũng giáo dục là phải giữ vững cái niềm tin. Tin tưởng Bác Hồ, con đường, mặc dù Bác Hồ đã mất, vì tin tưởng con đường Bác Hồ đã chọn, mà nhất định chúng ta sẽ thành công. Và dân cũng thế, cũng nhắc đến vấn đề như chúng xuống thì dân ông cũng nói thế. Tôi theo dõi, tôi thấy là anh Sầu Dân, Bí thư và Chỉ huy, và anh đấy là anh tư lệnh đấy, và lãnh đạo quân dân khu chính lúc ấy là có công lớn. Từ khi anh Sầu Dân anh đưa anh xuống là cái công được tin là cùng có cái lãnh đạo khu ủy bộ tư lệnh quân khu, và đồng thời cũng có lực lượng khác. Quãng thời gian công tác tại khu 9 tưởng chừng sẽ là một kỷ niệm vui vẻ với Võ Văn Kiệt, khi con trai đầu lòng của ông Phan Chí Dũng, Võ Dũng, sau nhiều năm xa cách đã chuyển về chiến đấu bên cạnh cha. Trước đó năm 1966, vợ ông, bà Trần Kim Anh và hai con nhỏ trong chuyến đi thăm ông ở Củ Chi đã bị trúng bom Mỹ. Thi hài của họ không thể được tìm thấy. Năm 1972, Võ Dũng về khu 9. Đã lâu rồi vị chỉ huy mới cảm nhận được không khí của gia đình. Vậy mà niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Dũng nó về là thì tôi mới biết Dũng là con của chú Sáu từ Trung Quốc về. Thì anh Dũng này thì rất là nhanh lẹ, song sáo. Có những lúc ngang ngang bướng bướng, nó nói mẹ đánh chứ làm gì mà cứ đi 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 hoài. Đó, tôi về Việt Nam là tôi phải ra trận, tôi phải đánh, tôi phải chiến đấu. Thì rước Dũng về bển, về quân khu không bao lâu cả, không lâu, tôi nhớ là cũng không quá 4 tháng đâu, thì Dũng nó hy sinh. Đây là một kỷ niệm rất sâu sắc về cái phía tôi. Chú Sáu hy sinh nhiều quá rồi. Thông tin về sự hy sinh của Võ Dũng đã được giữ kín khỏi ông Võ Văn Kiệt suốt một thời gian. Tuy nhiên, vẫn đến lúc sự thật này phải được thông báo trong một cuộc họp thường vụ. Chú mới về, ông nói hôm nay họp thường vụ xong rồi, mọi việc chủ trương anh Sáu cũng đã nói hết rồi. Ông rất là dè dặt, ông xúc động lắm. Ông không dám nói ra đó.
Nhưng mà cuối cùng nó bây giờ đó cũng thông báo tin buồn cho anh Sáu là Dũng nó hy sinh rồi. Lặng thinh luôn. Thì một hồi lâu thì lắng nghe chú Sáu nói. Chú Sáu nói là cái chiến trường bây giờ giữa ta và địch rất là gay gắt. Sự hy sinh của quân giải phóng, của toàn dân ta hàng ngày diễn ra và ngày càng phức tạp. Cái chuyện thằng Dũng nó hy sinh thì nó làm tròn cái nhiệm vụ của nó, và nó là một công dân Việt Nam hàng ngày đó chiến đấu với địch. Bà con chúng ta cũng đã hy sinh rất nhiều con cháu, thì con của mình cũng như con của công dân khác phải chiến đấu hy sinh mà thôi. Mấy anh đừng có băn khoăn lắm. Chú Sáu rất là đau nhưng mà rất là tỉnh. Thời gian sau đó, người ta thấy tóc ông Kiệt bắt đầu bạc đi nhiều. Nhưng những biến đổi dồn dập của cuộc kháng chiến không cho phép ông suy sụp. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, quân Mỹ phải cuốn cờ khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm này, Washington đã dồn nguồn lực để tạo ra một gói viện trợ khổng lồ cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu nhằm sẵn sàng phá hoại hiệp định. Liên tiếp sau đó, chính quyền Sài Gòn thực hiện các cuộc hành quân tràn ngập lãnh thổ với mục tiêu xóa bỏ Thế Gia Báo, lấn chiếm các vùng giải phóng, nâng Bình Định thành quốc sách. Tận mắt chứng kiến những vi phạm trắng trợn hiệp định của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, Võ Văn Kiệt triệu tập hội nghị thường vụ khu ủy 9 mở rộng, xác định không mơ hồ, ảo tưởng và nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công bằng sức mạnh quân sự, chính trị, binh vận, pháp lý, trừng trị địch vi phạm hiệp định. Cùng với tư lệnh quân khu 9 Lê Đức Anh và tập thể khu ủy, đồng chí Võ Văn Kiệt đã có một quyết định hành động chiến lược rất dũng cảm và đầy trách nhiệm, phù hợp với tình hình thực tế của chiến trường, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và các lực lượng vũ trang là không chấp nhận ngừng bắn khi chính quyền Sài Gòn đã vi phạm hiệp định, kiên quyết, chủ động và liên tục tấn công trên các mặt trận, ở cả nông thôn và thành thị trong toàn khu 9. Ông điện báo cáo và trình bày quan điểm ra Bộ Chính trị. Nếu không chống địch lấn chiếm, để mất đất, mất dân lúc này là mất tất cả. Anh giỏi anh Kiệt là một người ý chí quyết tâm rất quyết liệt vì dân vì đảng. Thứ hai là anh rất dũng cảm. Dũng cảm hy sinh và dũng cảm trong trách nhiệm, cho nên chỉ có đánh. Anh nghĩ là anh Kiệt thì có cái hay thế này này. Khi mà anh gặp chúng tôi, ông nói là bây giờ đánh có phải theo lệnh của quân khu. Khi nào lệnh quân khu cho ngừng bắn, cho ngừng bắn. Còn cứ đánh. Thành chính vì thế cho nên cứ theo lệnh của quân khu thôi. Còn trên dù có dục cũng không biết. Mình coi như không biết. Chiến trường Việt Nam sau cái hiệp định Paris là 7 tháng Giêng. Thì lúc bây giờ đó là trong nội bộ ta là có hai xu hướng. Có một xu hướng cho là bây giờ ngừng bắn rồi, ngừng bắn mới sẽ ngừng bắn hoàn toàn. Rồi có một xu hướng nó nhất định là này. Hiệp định Paris thì quân khu 9 đó thì có cái nhận định là địch nó sẽ phá hoại hiệp định, cho nên ta vẫn giữ thế tiến công. Cái trước cái tiến công của địch tiến công lớn này thì là bộ tư lệnh quân khu là
đã có chuẩn bị tư tưởng của bộ đội ta cả bộ kỹ rồi là phản công bên lại, phản công cực kỳ quyết liệt, giành được thắng lợi vẻ vang. Tổng kết nội bộ của cục tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu có ghi rõ: trên chiến trường một số nơi tuân thủ thi hành hiệp định, lo củng cố lực lượng, cho nên để sơ hở, địch lấn chiếm một số vùng, giành lại một số dân. Chỉ riêng có khu chính đã kiên quyết phản công và chủ động tiến công đánh địch ngay từ đầu, nên đã đánh bại các cuộc hành quân lấn chiếm của địch. Cục tác chiến đã tổng hợp lại tình hình để Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu báo cáo Quân ủy Trung ương và Bộ Chính trị để trình lên Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong hội nghị lần thứ 21 tháng 10 năm 1973. Khi mà quân khu chí đánh như thế đấy, đầu tiên là chính là để thăm dò xem Mỹ có quay trở lại không. Vì Mỹ thì nó hay chắc rồi, nước thế này nước thế khác, nếu có đề phòng như là Triều Tiên, nhưng mà Mỹ không quay lại. Thì đấy chính từ đó cho nên Bộ có quyết tâm và Trung ương Bộ Chính trị có quyết tâm giải phóng miền Nam năm 75. Nghị quyết 21 của Trung ương với nội dung tiếp tục thực hiện chiến lược dân tộc, dân chủ nhân dân, tập trung mũi nhọn vào đế quốc và tập đoàn tay sai, đi đến xóa bỏ chính quyền tay sai Mỹ, xóa bỏ chế độ thực dân mới, thiết lập một chính quyền dân tộc, dân chủ thực sự, thực hiện một miền Nam Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, tiến tới thống nhất nước nhà. Kể từ đây, các chiến trường đã kiên quyết phản công và tiến công địch lấn chiếm, bình định, nên tình hình giữ vững. Nhiều nơi ta chiếm lại những vùng đất đã mất. Những kết quả này đã tạo nên thế và lực mới rất quan trọng để khu 9 cùng với cả nước nổi dậy và tiến công, giành thắng lợi trọn vẹn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975.